Chào các bạn, chúng ta đã cùng bàn luận về các phương pháp học giúp bạn học ngoại ngữ hiệu quả. Khi xem các phương pháp học tôi đã giới thiệu, các bạn sẽ thấy tôi thường xuyên nhắc tới phương pháp làm thẻ từ mới hay còn gọi là flashcard. Dù tôi có hướng dẫn về cách học với thẻ từ mới, nhưng tôi vẫn muốn dành một bài học để hướng dẫn bạn cách làm các thẻ này. Bạn có thể mua các tấm thẻ này ở ngoài hiệu sách, nhưng việc tự làm sẽ khiến cho bạn tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Sau đây tôi xin giới thiệu những chuẩn bị cần thiết khi mới bắt đầu làm thẻ Chúng ta sẽ bắt đầu với những nguyên tắc cơ bản để làm nền tảng cho việc làm các loại thẻ học. Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ôn tập bài bằng thẻ học và đưa ra những lời khuyên về quá trình ôn tập của thẻ. Đầu tiên, tôi sẽ nói về các nguyên tắc thiết kế cơ bản. Có hai nguyên tắc bạn cần phải nhớ. Nguyên tắc đầu tiên đó là nhiều thẻ đơn giản sẽ tốt hơn là một thẻ phức tạp. Đây là nguyên tắc tập trung, nghĩa là bạn nên tập trung vào một việc tại một thời điểm việc học thẻ từ mới sẽ giúp bạn giữ lại được một lượng thông tin lớn một cách nhanh chóng hơn nhưng bạn sẽ không thể suy nghĩ về nhiều thông tin khác nhau trong cùng một lúc giả sử như tôi có từ set trong tiếng Anh có 464 định nghĩa nếu bạn muốn học toàn bộ nghĩa của từ này thì bạn sẽ cần 464 thẻ học để hướng sự chú ý của mình đến từng định nghĩa nguyên tắc thứ hai là mỗi thẻ nên đưa ra một kiến thức duy nhất nếu một thẻ học của chúng ta liệt kê ra phát âm và chính tả của 12 tháng thì tôi sẽ không thể học được. Chúng ta chỉ nên học thật tập trung, ví dụ như với tháng 1, chúng ta có hai loại thẻ là thẻ phát âm và thẻ chính tả. Tương tự với các tháng còn lại. Về bản chất nguyên tắc này cũng giống như nguyên tắc đầu tiên, chúng ta chỉ nên để mỗi thẻ một ít kiến thức và chia nhỏ các kiến thức đó làm nhiều thẻ học. Sau khi đã thống nhất về hai nguyên tắc, tôi sẽ cùng bạn phân tích về số lượng thẻ học cần thiết khi học. Nhiều học sinh của tôi đã từng hỏi tôi rằng nên làm bao nhiêu thẻ học và làm thế nào để phân nhỏ các kiến thức thành thẻ học. Tôi xin lấy ví dụ từ goat trong tiếng Anh có nghĩa là con dê. Tôi sẽ tìm hình ảnh của một chú dê. Hình ảnh này có thể do tôi vẽ hoặc do tôi tìm trên mạng. Tôi sẽ dùng hình ảnh này cho tất cả những thẻ học có liên quan đến từ goat của mình. Với từ goat hoặc bất cứ từ nào, từ mới nào, tôi luôn đặt ra các câu hỏi như sau: phát âm như thế nào, cách viết chính tả là gì? Từ này có đặc tính gì? Chẳng hạn như từ con dê ăn gì, có hoạt động gì? Từ này có những màu gì? Ví dụ con dê có màu đen, màu trắng. Tương ứng với những câu hỏi này tôi sẽ tìm ra được những cái nhu cầu của mình và những cái hiểu biết của mình về từ này. Dựa vào nhu cầu cần thiết của mình, tôi sẽ làm tấm thẻ ứng với từng nhu cầu đó. Do đó, số lượng thẻ học của mỗi người sẽ khác nhau. Trung bình mỗi người sẽ có 4 thẻ học. Đó là thẻ học luyện phát âm, thẻ học từ vựng cơ bản thẻ học ngữ pháp và thẻ học những từ vựng cấp cao nếu bạn mới học ngoại ngữ bạn sẽ cần các thẻ giúp ghi nhớ từ mới và các quy tắc ngữ pháp nếu bạn học một ngôn ngữ có cách viết khác biệt với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ví dụ như người việt nam học tiếng trung quốc và phải học hệ thống chữ hán hoàn toàn khác với hệ thống chữ của việt nam thì bạn sẽ phải học thêm cả thẻ giúp ghi nhớ cách viết lúc này bạn chưa cần động đến các thẻ từ vựng và ngữ pháp vì bạn sẽ cảm thấy quá tải khi mới bắt đầu học. Nếu bạn đang ở trình độ cao hơn, bạn có thể sẽ cần đến các thẻ học ngữ pháp và thẻ học các cái từ vựng cấp cao. Bạn sẽ có nhu cầu muốn học được muốn học chuyên sâu hơn ngôn ngữ của mình nên bạn sẽ cần phải ghi nhớ những cái quy tắc ngữ pháp để làm nền tảng cho việc học lên cao. Còn nếu bạn là một người đã từng học ngoại ngữ nhiều năm nhưng đã bỏ và đã quên khá nhiều thì bạn nên làm lại các tấm thẻ để làm mới mình. Việc học lại toàn bộ các thẻ sẽ giúp cho quá trình ôn tập của bạn dễ dàng hơn. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn cách thức làm thẻ và ôn tập thẻ. Có hai cách làm thẻ học. Thứ nhất là làm thẻ thủ công và thứ hai là làm thẻ trên ứng dụng Anki App. Trong khuôn khổ bài học của chương của chúng ta, tôi sẽ hướng dẫn cách làm thẻ trên Anki App vì việc lưu trữ trên điện thoại sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn. Với những bạn thích làm thẻ thủ công thì các bạn có thể tham khảo cách hướng dẫn làm thẻ trên ứng dụng vì cách làm cũng tương tự như thế. Trước tiên bạn hãy cài Anki App vào điện thoại của bạn Sau đó bạn sẽ nhận được phần điền nội dung để điền vào thẻ của mình Ví dụ như tôi có cái từ Maskar trong tiếng Hungary có nghĩa là con mèo Tôi sẽ ví dụ bằng hình ảnh sau trên ứng dụng Trong ô điền từ thì tôi tiền điền cái từ Maskar Phần ảnh của tôi sẽ là một bức ảnh tôi lấy trên mạng Tôi tra từ điển để có phần phát âm Rồi lấy bản ghi âm đó chèn vào trong ô Phần kết nối cá nhân là để tôi ghi tên mình là người đã làm tấm thẻ Sau khi đã điền đầy đủ thông tin Tôi sẽ có một tấm thẻ học của mình. Những tấm thẻ này sẽ thường xuyên được tôi xem đi xem lại trên điện thoại của mình. Với những bạn muốn tự làm thẻ thì có thể dựa vào mẫu hình ảnh mà tôi đưa ra. Sau khi đã làm xong tấm thẻ của mình, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ôn tập các thẻ học. Bạn cần ghi nhớ được hai thông tin: hình ảnh và âm thanh. Từ trong thẻ có nghĩa là gì và có hình ảnh gì kèm theo. Bạn còn nhớ cách phát âm của chúng không? Nếu bạn không nhớ được đủ hai thông tin này thì cũng không sao khi ôn lại từ này bạn hãy trả lời cho các câu hỏi như sau bạn có kỷ niệm gì với từ này không chẳng hạn như là từ con mèo vừa rồi khiến tôi nhớ đến con mèo nghịch ngợm của nhà tôi những kỷ niệm này thì sẽ giúp tôi gợi nhớ về hình ảnh con mèo bạn cũng nên kiểm tra xem có thể nghĩ ra bất cứ từ nào khác bắt đầu cùng một âm hoặc cùng cách viết chính tả với từ này không bạn có thể nghĩ ra bất kỳ từ nào khác trong ngoại ngữ có liên quan về ý nghĩa đến từ này không với cái từ Masca có nghĩa là con mèo thì chúng ta có thể tìm các cái từ về động vật trong tiếng Hungary Các câu hỏi trên dù không liên quan đến thẻ học Nhưng mà lại giúp cho bạn rất nhiều trong việc gợi nhớ những cái thông tin của thẻ học đó Tiếp theo trong bài học hôm nay Tôi sẽ đi vào cái việc học với cái từng thẻ học Như đã nói ở trên thì có bốn thẻ học chính đó là thẻ luyện phát âm Thẻ từ vựng cơ bản Thẻ học ngữ pháp và thẻ học các cái từ vựng cấp cao Tôi sẽ phân tích rõ hơn về cách học với từng loại thẻ Đầu tiên đó là thẻ luyện phát âm tôi có 4 bước Bước 1 là làm quen với công việc Hãy đọc phần giới thiệu về hệ thống bảng chữ cái và các âm trong ngoại ngữ mới Ở các cái cuốn sách ngữ pháp và phát âm của bạn Thông thường bất cứ âm nào có vấn đề sẽ được chỉ ra và bàn luận một cách kỹ càng Hãy sử dụng các bản ghi âm trên Forvo để phân biệt chúng Với các cái âm đọc hơi giống nhau Thì hãy nghe đi nghe lại và đưa chúng vào các cái bài kiểm tra cặp từ để giúp phân biệt âm sau này khi có thể nghe thấy sự khác biệt giữa mỗi âm thì hãy tập trung vào tất cả các cái âm mới mà lưỡi bạn khó phát âm. Nếu gặp khó khăn nghiêm trọng với một cái âm mới nào đó thì hãy tham khảo trên YouTube hoặc là trao đổi với một cái gia sư ở trên trang iTalki.com cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là tìm kiếm thông tin. Các thông tin này đều là những cái thông tin cần thiết phục vụ cho thẻ học của bạn. Thứ nhất là thông tin về âm. Âm này là âm nào? Nó có đặc điểm gì? Nếu nó là một âm mới thì bạn phải dùng lưỡi, môi và dây thanh âm như thế nào để có thể phát âm. Tài liệu cho thông tin về âm có thể là cuốn sách ngữ pháp phát âm của bạn hoặc là các cái bài viết IPA for Spanish, French, whatever. IPA cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp hay là bất cứ ngôn ngữ nào khác trên Wikipedia hoặc là trên forvo.com. Tiếp theo là cách viết chính tả. Dùng những chữ nào để viết âm này? Tài liệu cho chính tả thì là những cuốn sách ngữ pháp này từ điển bạn lựa chọn hoặc một cuốn Lonely Planet, Facebook bỏ túi. Sau đó hãy tìm ví dụ cho âm. Từ ví dụ cho âm này là gì? Nguồn tài liệu ví dụ nằm ở phần chú giải thuật ngữ trong các cái cuốn sách ngữ pháp của bạn hoặc là phần uh, từ điển cụm từ bỏ túi. Sau khi đã giải đáp các cái thông tin, chúng ta sẽ tiến tới bước thứ ba, đó là làm thẻ học. Với thẻ học phát âm thì tôi uh, đã rút ngắn còn hai loại thẻ. Loại thẻ thứ nhất là thẻ giúp hướng dẫn đọc bạn sẽ phải tìm các cái từ có âm tương đồng với nhau và ghép chúng thành cặp. Cách viết chính tả này đọc lên sẽ như thế nào? Bạn có thể đọc nó lên không? Nếu cùng một cách viết chính tả này thì có thể viết ra vài âm khác nhau như nhóm từ sau trong tiếng Anh. Tap, though, through và thought. Vậy bạn sẽ làm một thẻ cho mỗi âm trong các cái âm khác nhau đó. Cùng với một ví dụ thích hợp cho mỗi âm. Khi đã có những cái ví dụ hấp dẫn trong mỗi cặp phát âm và chính tả thì hãy chọn một hình ảnh cho mỗi từ ví dụ ở trên Google hình ảnh và gắn nó vào mặt trước của mỗi tấm thẻ. Việc này sẽ giúp cho bạn nhớ lại cách viết chính tả, phát âm và từ ví dụ trong tương lai. Trong thời gian ôn tập, bạn hãy tự hỏi các câu sau để gợi lại thẻ học. Bạn có thể phát âm toàn bộ từ này chứ không chỉ từng âm của nó không? Bạn có thể nghĩ ra bất cứ từ nào khác cũng sử dụng âm này không? Bạn có thể nhớ cách viết chính tả, cách phát âm hoặc nghĩa của nó không? Loại thẻ thứ hai trong thẻ học phát âm chính là thẻ giúp hướng dẫn cách viết với thẻ học này bạn sẽ kèm theo file ghi âm và phiên âm đọc theo IPA. Mục đích của thẻ này không chỉ giúp bạn đọc được phát âm mà còn giúp bạn đọc được theo bảng phiên âm IPA. Bạn sẽ biết được những âm này viết như thế nào. Bây giờ tôi sẽ nói về bước cuối cùng của việc học thẻ luyện phát âm. Ở bước này tôi chỉ muốn nhấn mạnh một chút về cách dùng thẻ học. Tôi nghĩ rằng bạn nên học mỗi ngày 30 thẻ. Nếu bạn học trên ứng dụng Enki, hãy làm các cái bài kiểm tra từ vựng trên đó. Enki có hệ thống xáo trộn thứ tự các cái từ để kiểm tra việc nhớ từ của người dùng. Giả sử như bạn nhặt ra 30 từ bạn cần học trong hôm nay, Enki sẽ giúp bạn xáo trộn thứ tự và đưa ra những cái thẻ thiếu dữ liệu để kiểm tra kiến thức của bạn. Nếu bạn sử dụng thẻ học tự làm thì bạn vẫn có thể làm tương tự như vậy. Thông thường tôi sẽ mất khoảng 30 phút để kiểm tra lại từ vựng. Sau đó tôi dành cả tiếng để học lại những cái từ mà tôi đã bỏ quên. Cuối cùng thì tôi dành 30 phút nữa để kiểm tra lại dĩ nhiên là thứ tự từ lại được thay đổi lần nữa quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi nào mà tôi nhớ được hết tất cả các từ vừa rồi chúng ta đã bàn về các cái thẻ học phát âm để tiếp nối bài học tôi xin được chuyển sang phần nói về thẻ học từ vựng cơ bản hầu như chúng ta đều sử dụng thẻ học để học từ mới vì thế đây cũng là cách học phổ biến nhất của những người học ngoại ngữ với thẻ học từ vựng tôi sẽ có ba loại thẻ học cơ bản và tôi sẽ đi vào chi tiết của từng loại thẻ học khi đã nắm được từ vựng Giai đoạn học thẻ ngữ pháp của bạn sẽ được tối giản hơn rất nhiều, cũng như việc học với thẻ phát âm. Tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm các thông tin để bắt tay vào tự tạo ra những tấm thẻ của riêng mình. Đầu tiên là cách viết chính tả. Từ này viết thế nào? Để có được thông tin này, bạn sẽ có thể tìm nguồn tài liệu ở phần chú giải thuật ngữ ở cuối cuốn sách ngữ pháp, phần từ điển ở cuối các cái cuốn Facebook bỏ túi hoặc là một từ điển tiêu chuẩn. Với thông tin về âm, bạn nên tìm hiểu xem phải dùng lưỡi, môi và dây thanh âm như thế nào để phát âm được cái âm này. Nguồn tài liệu bạn có thể tham khảo đó là truy cập vào forvo.com để lấy các cái bản ghi âm hoặc là wikisonary.org để lấy các cái phát âm theo tiêu chuẩn IPA hay là từ điển để lấy các cái ký hiệu phiên âm. Trong thẻ học phát âm chúng ta có thông tin về các ví dụ nhưng với thẻ học từ vựng thì chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Thông tin tiếp theo mà bạn cần tìm đó là hình ảnh từ này thực sự có nghĩa gì nó có khác với nghĩa bạn hình dung ban đầu không làm thế nào bạn có thể truyền tải được ý nghĩa đó bằng một hình ảnh nguồn tài liệu cho thông tin này chính là google hình ảnh và tôi cũng đã nói về cách học từ vựng thông qua hình ảnh ở các bài học trước một thông tin nữa mà bạn cần quan tâm đó là kết nối cá nhân từ này có nghĩa gì với mình lần gần đây nhất mình gặp thứ này hành động này tính từ này là khi nào thông tin này cần lấy ra từ trí óc của bạn và sẽ được sử dụng như một chìa khóa để gợi nhớ giúp bạn học lại từ sau này. Với những ngôn ngữ có phân chia giống thì bạn nên tìm thông tin về cả giống từ. Nếu từ này là một danh từ thì nó mang giống gì? Nếu đang sử dụng hình ảnh nhớ mẹo bạn có thể tưởng tượng ra hình ảnh nhớ mẹo đó tương tác thế nào với những cái từ mới của bạn không? Nguồn thông tin về giống từ sẽ được lấy trong sách ngữ pháp hoặc giáo trình của bạn. Quá trình tìm kiếm thông tin rất quan trọng vì bạn sẽ được học rất nhiều thông tin về từ vựng. Quá trình tìm kiếm này diễn ra khá nhanh và có thể đem lại nhiều niềm vui cho bạn. Bạn đang được học một cách thú vị thay vì chỉ đơn giản là học thuộc lòng. Sau khi đã có đầy đủ thông tin, chúng ta sẽ đến giai đoạn tự tạo thẻ học. Như tôi đã nói ở trên, chúng ta có 3 thẻ học từ vựng cơ bản phục vụ 3 phương diện khác nhau của việc học từ đó là hiểu nghĩa, phát âm và cách viết. Các thẻ này sẽ phối hợp với nhau để việc học từ của bạn hiệu quả hơn. Loại thẻ đầu tiên đó là thẻ giải nghĩa từ. Với thẻ này bạn cần ghi nhớ hai thông tin là hình ảnh và cách phát âm. Bạn có nhớ từ này nghĩa là gì không? Nó trông như thế nào? Bạn có thể phát âm từ này không? Ngoài ra nếu ngôn ngữ bạn học có chia giống thì bạn cũng cần nắm được thông tin về giống từ. Khi ôn luyện thẻ này, bạn sẽ nhớ dễ hơn nếu như bạn sử dụng kết nối cá nhân khi học từ. Bạn có thể nghĩ ra lần đầu tiên lần gần đây nhất bạn gặp phải thứ này hành động này tính từ này hoặc là ví dụ của từ này có liên quan đến cuộc sống của bạn không loại thẻ thứ hai mà bạn cần đó là thẻ giải nghĩa hình ảnh của từ với thẻ này bạn cần ghi nhớ thông tin về phát âm hình ảnh này tương ứng với từ gì bạn có thể phát âm từ này không với loại thẻ này bạn vẫn nên bổ sung thông tin về chia giống nếu như ngôn ngữ của bạn có giống từ khi ôn tập lại thì bạn nên kiểm tra hai thông tin chính đó là cách viết chính tả và kết nối cá nhân thông qua hình ảnh trong thẻ thì bạn có thể nhớ cách viết từ này như thế nào không? Bạn có thể nghĩ ra lần đầu tiên, lần gần đây nhất bạn gặp phải thứ này, hành động này, tính chất này hoặc là một ví dụ của từ này có liên quan đến cuộc sống của bạn không? Loại thẻ cuối cùng trong thẻ học từ vựng chính là thẻ giải nghĩa cách viết của từ. Thông tin mà chúng ta cần nhớ chính là cách viết chính tả của từ. Để việc ôn tập thuận lợi thì bạn nên học bằng những cái kết nối cá nhân. Tương tự như hai thẻ trước thì bạn có thể nghĩ ra lần đầu tiên, lần gần đây nhất bạn gặp phải thứ này, hành động này, tính từ này hoặc là một ví dụ của từ này có liên quan đến cuộc sống của bạn không. Trong thẻ học này thì bạn cũng nên kiểm tra thông tin về giống từ của nếu như mà ngôn ngữ của bạn học thì có chia giống. Như vậy với ba loại thẻ này thì bạn có thể nhớ được gần 1.000 từ vựng cơ bản. Bạn sẽ khám phá ra quá trình tạo ra các thẻ này và học chúng cũng rất vui và thú vị.